Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh Hồ Thảo Channel của mình. Ngày hôm nay lại tiếp tục là một video clip nữa, video clip thứ tư trong chuỗi series 5 Minute Activities. Hy vọng là clip này sẽ góp phần giúp thầy cô có những tiết học và dạy tiếng Anh thật là hiệu quả. Ok, let's go! Trò đầu tiên trong video clip ngày hôm nay là trò Jumbo Sentence. Về level tham gia trò này thì mình nghĩ là bất cứ độ tuổi nào, bất cứ level nào mà học qua phần reading rồi, có học qua reading thì đều có thể tham gia trò chơi này. Và mục đích của trò này là dùng để review đoạn test, review phần reading của mình nha thầy cô. Chúng ta có thể cho các con hoạt động cá nhân hoặc là hoạt động theo groups đều ok thầy cô nhé. Với bản thân mình thì mình ưu ái cái lựa chọn hoạt động theo group hơn. Tại vì khi mà hoạt động theo group thì các con có tinh thần hoạt động nhóm hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Và cái nữa là tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể check một lần rất là nhiều bạn. Tất cả những gì chúng ta cần chuẩn bị trong trò này là chúng ta sẽ chuẩn bị một câu trong cái đoạn test mà thầy cô vừa mới cho học sinh học xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ đảo vị trí của các từ ở trong câu đó và viết ở lên bảng. Nếu mà như thầy cô có thời gian cũng như là điều kiện thì chúng ta có thể chuẩn bị nhiều câu như vậy và show lên PowerPoint một lần thì chúng ta chỉ show một câu thôi ha. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ chia bảng cho từng bạn hoặc là từng group. Lớp của thầy cô chia bao nhiêu group hoặc là bao nhiêu bạn tham gia thì chúng ta sẽ chia bấy nhiêu phần bảng. Và chúng ta gọi mỗi thành viên của mỗi group lên đứng lên cái phần bảng mà thầy cô đã chia sẵn rồi, cầm phấn hoặc là marker trong tư thế sẵn sàng. Tiếp theo là thầy cô sẽ thông báo với học sinh là thầy cô sẽ cho học sinh từ 10 đến 20 giây để sắp xếp lại vị trí của các từ thành đúng như một câu giống như đoạn test ban đầu. Thì theo kinh nghiệm của mình thì 15 giây là khoảng thời gian perfect để các con có thể làm việc đó. Thì sau khi đã thông báo thể lệ cuộc chơi rồi, cách tính điểm vân vân thì thầy cô bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1 để các con ở trên bảng bắt đầu viết, bắt đầu hoàn thành sắp xếp lại các từ ở trong câu. Ở cái phần check này là thầy cô cũng phải tập trung nha. Thì đội nào mà hoàn thành sớm nhất và đúng nhất thì sẽ có điểm cao nhất. Còn những đội khác nếu như hoàn thành câu đúng nhưng mà vẫn trong khoảng thời gian yêu cầu thì vẫn có điểm cộng. Còn đương nhiên là đội nào hoàn thành mà quá thời gian yêu cầu thì đương nhiên là không có điểm rồi. Nhưng mà ví dụ như những đội nào mà quá thời gian yêu cầu nhưng mà các con vẫn còn viết á, thì thầy cô đừng cắt ngang, thầy cô vẫn cứ để cho các con viết để mình xem được là các con hiểu tới đâu và con nhớ bài tới đâu. Và trò này mình cũng có thể mở rộng ra một cách khó hơn, ở một level cao hơn. Nếu như mà lớp của thầy cô đã quá quen thuộc với đoạn test hoặc là cái bài đọc đó nó đã nằm, các con đã nằm lòng rồi thì chúng ta có thể mở rộng theo một cách như sau. Thì đương nhiên cái cách mở rộng này nó sẽ rất là khó hơn rất là nhiều so với cái việc mà các con có thể nhìn cái thấy cái câu jumbo sentence ở trên file PowerPoint hoặc là trên bảng. Nhưng mà như mình đã nói lúc đầu khi mà mở rộng là chúng ta chỉ áp dụng cái cách mở rộng này đối với những lớp nào mà đã nằm lòng cái đoạn test hoặc là các con đã quá quen thuộc với cái phần reading này rồi. Thay vì là thầy cô sẽ viết hoặc là chuẩn bị trên file PowerPoint thì bây giờ thầy cô sẽ không viết nữa, không để cho các con thấy được chữ nữa, mà thầy cô sẽ đọc cho các con nghe, vẫn là jumbo sentence nhưng mà đọc với cái vị trí của các từ trong câu đảo lộn đi để các con có thể sau khi mà thầy cô đọc xong một lượt rồi thì các con sẽ nghe và sắp xếp lại. Và tiếp theo của chúng ta là trò fireworks. Về độ tuổi và level thì mình nghĩ là tầm độ tuổi cấp 2 đến cấp 3 và người lớn là sẽ chơi được trò này ok nhất. Còn độ tuổi tầm ở level beginner như là các em tiểu học thì sẽ hơi khó để thực hiện trò này. Với trò này thì mình cũng không phải chuẩn bị gì nhiều đâu ạ. Chúng ta chỉ cần phấn, bảng hoặc là marker là ok rồi. Và bước đầu tiên để chúng ta thực hiện trò này đó là thầy cô sẽ viết cái topic của mình lên bảng. Mình ví dụ như là cái topic của chúng ta ngày hôm đó là students đi, thì thầy cô sẽ viết chữ students to, rõ, lớn lên trên bảng hoặc là show trên PowerPoint ha. Và thầy cô sẽ yêu cầu học sinh là tìm K
càng nhiều từ càng tốt, mà bắt đầu bằng hai chữ cái của chữ student, hai chữ cái đầu tiên của chữ student là chữ S và chữ T ha. Thật ra thì mình cũng đã có một cái clip hướng dẫn thầy cô về cái trò chơi là cũng viết cái topic lên trên bảng, cũng yêu cầu học sinh tìm rất là nhiều từ khác liên quan đến cái topic đó. Nhưng mà hôm nay có một cái thêm cái yêu cầu bắt buộc, đó là học sinh không cần phải tìm từ vựng có nội dung liên quan tới topic, mà các con hãy tìm từ vựng được bắt đầu bằng hai chữ S và T. Nó sẽ nâng cái độ khó lên hơn một tí xíu. Và trò này thì mình thấy sử dụng làm trò warm up đầu tiếng học là hợp lý nhất, ok nhất thầy cô nha. Về cách thức hoạt động thì trò này thầy cô có thể cho các con hoạt động cá nhân hoặc là theo groups thì đều ok cả. Nhưng với bản thân mình thì mình thấy là mình cho các con hoạt động cá nhân thì hiệu quả hơn là hoạt động groups ạ.